Những học sinh mà tắm và phơi nắng lên giàn và gãi phao câu 3 lần trở lên là trọng tài sẽ ra hạn được tiếp lượt học sinh đó. Còn tất cả các lỗi khác trải lông 1-2 lần thì là trọng tài sẽ lưu trong biên bản. Đến cuối giờ là trong 2 phút là trọng tài sẽ so sánh và hạ chim. Và tất cả những chú chim mà tôi đã đọc lên loa và tôi đã đi quan sát và tôi đã đọc lên loa thì là trọng tài cứ việc hạ, và ai thắc mắc gì thì liên lạc gặp tôi. Bởi vì những chú chim đó đã vào vào tầm nắng của tôi chắc chắn là sẽ phải xuống. Và một lần nữa đề nghị tất cả anh em chúng ta cố gắng hợp tác cùng với tổ trọng tài và ban tổ chức chúng tôi một thi tốt ngày hôm nay. Xin cho anh Ngọc Anh và anh Long có thể chia bảng xong chưa ạ? Tính từ số vòng nào trở ra chúng ta nhanh chóng giúp ban tổ chức ạ. Từ vòng nào chưa ạ? Chưa vòng nào. Chấm một thi ngày hôm nay là có anh Âu Nguyễn B8 và anh Tuấn Linh Đàm. Anh Ngọc Anh ở Áo Sen và anh Long là Lá Khê. Mọi người xin tín hiệu của tổ trọng tài xong chưa ạ? Tôi xin tuyên bố vòng thứ nhất được phép bắt đầu. Và vòng thứ nhất diễn ra trong vòng 8 phút. Và mỗi trọng tài hạ không giới hạn với những chim tắm và gãi phao câu quá nhiều trên đài thi đấu. 8 phút bắt đầu.